Hello anh em nhá, thì hôm nay mình sẽ chơi cờ anh em nhá. Đây, hôm nay mình sẽ làm một trận đánh lên top 1 cờ luôn, danh gọi là thách đấu luôn anh em nhá. Anh em xem, anh em hãy xem hết video thật kỹ và làm thông minh để biết cách được đội hình cũng như là cách chơi cờ và leo thách đấu thật là đơn giản anh em nhá. Thì đây là phần 1, thì nó sẽ còn tiếp phần 2 nữa anh em nhá. Anh em hãy đăng ký kênh để khi nào mình ra phần 2 thì anh em hãy theo dõi anh em nhá. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành chơi cờ luôn anh em nhé. Đây anh em thấy nhé, đội hình của mình này, anh em nghĩ là win không? Trận này mình nghĩ là không win được anh em ơi, nó có HT cấp 2 kìa anh em ơi. Rồi ok anh em hãy theo dõi thật kỹ và làm theo và chơi theo mình để được top 1 anh em nhé, theo danh đơn giản và dễ dàng. Martial art. You have no idea.